Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình BTH Công nghệ, trang chuyên giới thiệu các sản phẩm về thiết bị mạng, Android Box, camera, hệ thống nhà thông minh và các thiết bị giải trí. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một sản phẩm hiện bên mình đang phân phối và trên thị trường hiện nay. Đó là chiếc tai nghe Bluetooth không dây Headphone Support F106. Đây là chiếc sản phẩm tai nghe Bluetooth F106. Chiếc hộp có quai sách rất là đẹp mắt và tiện dụng. Đây là chiếc F106 các bạn nhé. Chiếc tai nghe thể thao Support F106 này thì được thiết kế rất là đẹp mắt. Đó có một chiếc vòng cổ quàng qua đây. Và đây là chiếc tai nghe có hai dây từ chiếc vòng cổ này để các bạn đeo vào tai. Đây, sau đây thì mình sẽ mở chiếc bên trong chiếc hộp sản phẩm F106. Bên trong của chiếc F106 này thì thứ nhất đó là một chiếc cáp sạc. Cáp sạc dành cho tai nghe. Về cấu tạo của bộ tai nghe Support F106 này thì thứ nhất đó là về cái vòng. Đây, đó là cái vòng đeo qua cổ này. Vòng đeo qua cổ này thì có hai bên, quàng hai bên cổ các bạn nhé. Vòng được thiết kế theo nhựa dẻo này, cái vòng này nhựa dẻo này, các bạn không đâu gãy thì gặp thoải mái này. Quấn rất là tốt. Một bên của chiếc tai nghe này, một bên của chiếc vòng cổ này thì thiết kế đó là cái tăng âm lượng, giảm âm lượng và nút tắt bật. Đây là lo ngoài. Đây là cắm sạc, chỗ cắm ổ sạc này. Thứ hai đó là khe cắm thẻ nhớ, các bạn có thể cắm thẻ nhớ trực tiếp vào đây để các bạn nghe được nhé. Đây là hai chiếc tai nghe. Đây, hai chiếc tai nghe có 5 trầm các bạn. Nó sẽ bắt như thế này. Các bạn có thể quàng qua cổ xong rồi cho hai chiếc tai nghe này lên tai, rất là trông rất là đẹp mắt và thể thao. Rất là chất. Chiếc tai nghe Bluetooth Support F106 này sở hữu chiếc chức năng Bluetooth 4.1, có hai tai nghe và thời gian lưu sử dụng được tầm khoảng 4 đến 6 giờ sử dụng liên tục. Các bạn lưu ý nhé, sử dụng được 4 đến 6 giờ liên tục và có hai chức năng. Thứ nhất đó là chạy Bluetooth, thứ hai đó là cắm trực tiếp thẻ SD. Ở đây các bạn có thể cóp thẻ SD qua cho vào đây trực tiếp để có thể sử dụng được. Một chiếc tai nghe rất là đẹp mắt, tinh tế và trông rất là thể thao. Chế độ pin chờ sử dụng của sản phẩm này thì có thể trong vòng đến 1 tuần. Và chế độ sử dụng liên tục thì pin các bạn có thể sử dụng 4 đến 6 giờ. Đây là chiếc bộ chọn bộ sản phẩm của chiếc tai nghe Support F106 đây. Hai bên tai nghe các bạn trông rất là đẹp mắt. Tai nghe này thì hiện đang bán trên thị trường với rất là nhiều mức giá. Bên mình hiện đang phân phối mức giá đó là hơn 200.000. Các bạn có thể lên các trang như Shopee, Sendo để các bạn có thể tham khảo mức giá sản phẩm. Và bảo hành thì bảo hành 6 tháng, bên mình chế độ bảo hành 6 tháng các bạn nhé. Lưu ý bảo hành 6 tháng lỗi bên mình sẽ đổi mới. Đây là chiếc bị tai nghe Support này. Trông rất là đẹp mắt. Các bạn hãy sắm cho mình một chiếc tai nghe Support này để các bạn vận động thể dục, thể thao và nghe nhạc một cách thoải mái và tiện lợi nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.